quá đẹp luôn này. Quá đẹp. Ơi xong rồi là bên bóng cá luôn luôn. Em không còn cá đây. Ơi. Quý vị đừng có ganh tị với vợ chồng em nha. Chỗ này không có ai luôn, có hai vợ chồng em mà. Mình em là đá dưới núi mà, nên là sẽ ganh tị nha. Lại lần nữa nha. À, lại lần nữa sẽ 300 trái mua chỗ nè. Chứ phải không hả? Không mua xe hả? Mình sẽ quay vòng 300 sớm mua chỗ cùng hai vợ chồng xíu. Rồi, quá đẹp luôn. Một, Esa. Rồi, hai cậu em sẽ liên 300 số mua đồ cho quý vị xem nha. Đây là phở lá cam Tây này. Đấy, thấy đá sao đẹp quá trời luôn không? Like cho vợ chồng em cái đi cứ gì. Rồi, em chào quý vị về tại nghiệp vị trí em đứng lại nó. Bây lên nha, bây lên nha, bây lên nè.